Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bộ cái ba cái trang điểm chân vàng đậm nghỉ da bên mình cho các bạn xem nhé. Hàng này thì mình có sẵn 4 màu da các bạn ạ. Đây, ghế có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 80 cm. Mỗi mình đang ngồi thấp nhất là 60 nhé mọi người nhé, và cao nhất là 80 nhé mọi người. Đấy, bây giờ đến gần đây mình sẽ qua chi tiết sản phẩm cho các bạn xem này. Mặt của ghế này chất liệu bọc da này, dễ dàng lau chùi khi bẩn này. Tựa của ghế mình tạo thành các đường cao su cách điệu này, cho ghế cảm giác rất chi là đẹp nhá, đẹp êm nhá, tựa cũng ok nhá mọi người nhá. Chân của ghế thì là kim loại sơn tĩnh điện hàng màu vàng, hàng nhập khẩu nhá mọi người nhá. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận được y như vậy thôi. Mình sẽ lia qua từng màu cho các bạn tham khảo nhá. Thôi mình quay qua một đoạn vậy thôi nhá. Các bạn cần hỗ trợ gì thì cứ inbox cho shop để được tư vấn kỹ hơn nhá. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.